Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới khỏe. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện clip làm bể bơi. Nhưng mà bể bơi không phải bình thường các bạn ơi. Bình thường là bể bơi sẽ có nước phải không? Nhưng mà không, hôm nay tôi sẽ làm bể bơi bằng cát. Và tôi sẽ làm bể bơi cát trong nhà luôn nhé các bạn nhé. Đây, tôi đang xếp bể bơi đây các bạn ạ. Chắc là các bạn cũng đang tò mò xem là bể bơi cát như nào phải không? Đây là những cái ống dẫn khí nhá. Tôi sẽ bơm khí từ đầu này vào. Xong là nó có sẽ có cái lỗ này nó phụt khí lên. Đấy, nó làm phá vỡ những cái phân tử cát, không phải mà nó làm tách rời những phân tử cát ra ấy. Thì nó sẽ làm cho cát chuyển động. Nói chung là giải thích thì rất là khó. Nói chung là tôi sẽ bơm khí vào đây. Sau đó là những cái lỗ này lại phun khí lên tạo thành bể bơi cát. Đấy, dễ hiểu như vậy. Cái bể bơi cát này cũng là lần đầu tôi làm, vì vậy là tôi cũng chưa chắc là nó thành công các bạn ạ. Tôi hiểu như vậy thôi, nhưng mà kiểu lần đầu thực hiện ấy cũng không biết là có thành công không các bạn ạ. Thì mọi người cùng comment chúc cho cái bể bơi cát của tôi thành công nhé các bạn nhé, để cho đỡ phí mất một ngày. Đây, chúng tôi đang chuẩn bị đây, mong là sẽ thành công các bạn ạ. Vậy là tôi đã thiết kế xong cái bể bơi cát nhé các bạn nhé. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Thì thay vì là đổ nước vào đây như kiểu bình thường thì lần này sẽ là cát nhé các bạn nhé. Nói chung là clip này sẽ hoàn toàn khác những clip trước, bể bơi cát. Bây giờ tôi sẽ cho cát vào bể bơi. Woo, let's go. Sáng lặng quá các bạn ạ. Sáng lặng quá không bơi được. Niên đang bê một quả tạ. 40 cân khí mà. Quả tạ oxy. Khí sẽ dẫn từ cái bình này đi vào cái ống này. Đấy, trong nó sẽ thổi cát lên. Đấy, làm cho bể bơi nó linh di động. Vậy là bể bơi cát đã hoàn thành. Yeah! Woo! Chúng tôi sẽ mở khí ở cái bình này ra để cho cái cát này nó di chuyển. Mọi người cùng xem một điều thú vị chuẩn bị diễn ra này các bạn ơi. Hồi hộp quá, không biết có thành công nữa. Đây là lần đầu tiên tôi làm cái bể bơi cát đấy, mong là thành công. Và mọi người xả ra đi, xả từ từ đi nào. Hay chưa? Cái bình nào mạnh thế nhỉ? Này nó không di chuyển, cái khác này không nuốt sao à? À, ôi, từ từ nhá. Ôi, mọi người tắt đi. Tắt đi à? Mình tắt đi. Sau khi tắt cái gió đi thì bây giờ bể bơi nó cứng lại rồi các bạn ạ. Này, tôi vừa đấy tôi bơi được mà bây giờ sau khi tắt cái gió đi thì bây giờ nó cứng lại không nhúc nhích được luôn các bạn ơi. Này, chân mắc luôn ở đây này. Đấy, hay chưa mọi người, thấy hay chưa? Không cần bắt chặt. Tôi bị mắc thì giống như mắc ở cát à? Yeah, woohoo, yeah, vậy là bể bơi cát đã thành công. Yeah, đây là bể bơi cát bình thường nhá.
Đấy, chưa bật lên thì chúng ta sẽ không thể bơi được, không thể làm gì được ấy. Nói chung không thể sọc tay xuống dưới được. Nhưng mà khi cho không khí vào bên dưới, không khí đẩy lên thì các cái phân tử cát nó sẽ tách rời ra và sẽ dễ dàng di chuyển trong cát hơn các bạn ạ. Đấy. Anh ơi, khả năng cho nhiều cát cho cao lên này, anh em mình ngồi hẳn xuống bên dưới. Nếu mà các bạn muốn tôi làm bể bơi cát khổng lồ thì các bạn cứ comment nhé, tôi sẽ làm. Còn mà hiện tại thì cứ trước mắt là cứ chơi bể bơi này trước. Thì mấy tuần nay mắt tôi bị đỏ thì các bạn thông cảm nhá. Cả nhà tôi bị đau mắt mấy tuần rồi. Thì răng tôi thì hai cái răng khôn nó cũng đang mọc ấy, nên nó thành sưng như cái mặt, khuôn mặt nó đang biến dạng. Nói chung là các bạn thông cảm, cái mắt tôi hơi đỏ, cái mặt hơi xấu nhá. Rồi. Kiếm anh đi. Đấy, nó không phun lên cái mạnh như thế này. Này con này. Hết rồi, làm hết. Hết bình rồi, bình hết rồi. Hết luôn à? Ủa hết luôn à? Cái bình này bình ít rồi. Lặng kinh quá. Lặng liên quan đến lặng. Cái bình nó cân như là. Hết này được, còn một bình không mắc đi. Đấy, hết rồi. Thế sao bình không nhiều thế? Bình nào anh nhiều đấy? Cho ăn đây. Hết gió rồi. Một là hết gió, hai là cái lần đầu ấy giờ gió nó cát nó bịt hết cái kia vào rồi. Thế vừa anh vừa lên đấy. Vừa anh mở lần thứ hai em vẫn lên đấy. Thì hết gió rồi. Cái bóp bị cứng khử luôn nè. Vừa mới trải nghiệm bể bơi cát một lúc thôi mà cái bình khí này hết rồi. Sáng mới phong mà chưa còn kịp trải nghiệm mà đã hết rồi các ơi. Tôi chưa phải được vào trong này bơi hoàn thế anh ơi. Mua thêm đi chứ ơi. Mua thêm để em chơi em tắm nữa. Thì bây giờ là phải đi mua thêm mấy cái bình gió kia nữa nha các bạn nhá. Thế này, bình thường khi không cho không khí vào thì cứng khờ luôn. Nói chung là mình không thể nhét được quả bóng xuống luôn. À, để nước có khí nhét nhẹ. Khi có không khí xuống mình nhét được quả bóng xuống mà đây là nó chặt luôn này các bạn này. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ mua thêm một số bình không khí này nữa để về để chơi tiếp nha các bạn nhá. Tình anh em mình sâu đậm không em? Ok. Đứng lên. Đấy anh em mình lấy ra để em này. Tình anh em có. Ôi em phải hát chứ bài. Tình nghĩa anh em. Anh cầm đấy sao nó mát được. Tôi mới mua thêm mấy bình khí mới rồi. Tiếp tục để chơi bể bơi cát nha các bạn nhá. Có bóng này, có bóng nhét xuống này, đấy, nhét nó lại lỗi này, đấy, thấy không? Mát nhỉ, cái khí ở đây mát. Bơi nào, xong tiền thu hết rồi, hết rồi, anh hết ca rồi sao ấy? Đấy, đứng khỏi đây, đứng khỏi đây, để mỏi to ra, em mỏi to ra, mát nhỉ, tắm đi mát đi, đấy, to đấy, đấy. Bể bơi cát. Này, bình thường cát nó rất là khó ấy này. Dí cho con chim của bóng lên này. Đấy. Đấy. Mọi người sẽ ngồi xong hết tất cả rồi. Anh nghe hát rồi, hết rồi. Đang hát rồi. Ê, chả anh chân lan đấy. Đừng anh lan. Rồi, anh ra nó hết rồi. Anh lên tắm đi cho này. Hết dài. Vì mỗi mấy cái bình kia chỉ tắm được hơn 1 phút thôi các bạn ạ. Ô, vẫn còn nhiều hơn.
mềm đấy bạn nhá. Khi có không khí vào thì nó làm các phân tử cát nó tách rời ra, nó làm mềm đấy. Ui sắp hết rồi. Anh ơi tạm biệt. Ôi mắc, đây đây, dưới đây mắc, mắc kẹt đi anh em mình, dưới đây mắc kẹt đi. Thôi đúng còn cát rồi, nó lại. Rồi hết rồi. Ôi hết ca rồi bạn ơi, sắp hết ca rồi. À sắp hết khí rồi. Mắc rồi, anh mắc rồi. Các bạn ơi, cái bể bơi này còn mát hơn là đi bơi ở nước luôn các bạn ạ. Mà năm thổi mà à. Vì cái khí CO2 ấy, khi đã đâu? Vì cái khí oxy này nó ở trong bình, khi nó phọt ra rất là lạnh các bạn ạ. Chúng tôi tắm trong bể bơi cát này mát lạnh luôn các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ bị kẹt rồi, không rút được tay rồi. Bây giờ hết khí rồi, cứng đơ tay rồi này. Em rút được đây. em có cho xuống đâu, đây bọn anh ấy ở dưới mà. Em thọc tận xuống dưới ống nước luôn. Các bạn ơi, bây giờ anh Sáng mắc tay tôi đổ các người Sáng nhé. Thôi em ơi, đừng làm thế. Ôi, mắc rồi các bạn ơi. Mấn em ơi. Các bạn ơi, nhìn này. Thấy chưa? Này, cả chân tay anh mắc cơ. Này, sau khi hết không khí bơm vào cát ấy, thì bây giờ cát nó lại trở lại trạng thái bình thường ấy. Chắc cát bây giờ rất là cứng rồi các bạn ạ. Này, bây giờ cứng này. Bây giờ mình sẽ lôi Sáng lên nhé. Mãi mà trả thù được anh Sáng đấy. mắc tay ở dưới này. Thật là mắc phong rồi, không kéo được tôi lên nữa. Rồi lên rồi, lên rồi, rồi. Đấy, cứu anh này, cứu anh này. Ôi dễ thế nhỉ. Ôi phong rồi, ai ạ. Rồi. Này, mắc luôn ở dưới trong cát luôn, vừa thì di chuyển được. Hoài ra bây giờ không chui được xuống nữa rồi. Ngoài đứng nữa rồi. Hết không khí rồi các bạn ạ. Bể bơi này là bể bơi gọi là bể bơi chỉ có tính bằng phút thôi các bạn ạ, chỉ bơi được trong vài phút thôi. Vậy là xong cái bể bơi cát thì như mọi người thấy thì khi không khí vào bơi rất là thích luôn, rất là mát vì cái khí bên trong là khí được lén trong cái bình kia, nó rất là, nó có nói chung là rất là mát. Thì bơi cái này rất là thích nha các bạn nhá. Thích thì thích thật nhưng mà nó không sạch được bằng nước các bạn ạ. Bơi xong này các bạn nhìn này. Đấy. Nhưng mà không sao cả, thế này mình thích là được, mình vui là được. Vẫn là coi như là cái bể bơi cát này thành công nhá. Vì chúng tôi đã tạo ra di chuyển ở trong cát. Bình thường nhá, bình thường các bạn này, cát nó đứng im này, di chuyển này, không dí được vào luôn. Phải không? Nói chung là bơi trong bể bơi cát cũng là một trải nghiệm mới rất là thú vị nhá các bạn nhá. Bình thường thì cát sẽ cứng đen như này. Để bơi, để xong tay vào rất là khó. Đấy, nhưng mà sau khi bơm không khí vào bơi thích lắm. Vừa không không khí bơm ra rất là mát, trong này lại còn được nghịch trong cát, nói chung là rất là thích các bạn ạ. Đấy, vừa nãy nhét được quả bóng xuống này, bây giờ đâu nhét được đâu. Đấy. Giờ mới xí, rồi. Vừa nãy khi bơm không khí vào khi thì các phân tử cát là di chuyển ấy, vì vậy là mình dí quả bóng rất là dễ. Nhưng bây giờ không dí được luôn. Giờ chỉ có đào lên chôn xuống thôi. Đấy. Nói chung là tắm trong bể bơi cát thích lắm các bạn, vì là một trải nghiệm mới mà. Hay lắm. Bây giờ không dí được xuống luôn. Dí vẫn dí được nhưng nó bẹp hết bóng. Cát bây giờ cứng đen luôn các bạn ơi. Dạo này view của kênh hơi lẹt đẹt, các bạn nhớ bấm like, subscribe để giúp kênh nhiều người biết đến và nhiều lượt xem hơn nhé các bạn nhá. Thì tôi sẽ làm những cái ý tưởng hay hơn, thú vị hơn. Đúng rồi, mặc dù là thích thì rất rất là thích luôn, nó rất là mát luôn nhưng mà tắm xong thì người ngọm đôi giày trắng của tôi này, đôi giày trắng bây giờ nó chuyển sang màu bùn. Nhìn này, cát này, toàn cát là cát. Đổ ra trong cần cân cát này. Toàn cát thôi. Tắt gì nữa này các bạn này. Nhưng mà vì một cái bể bơi độc lạ đặc biệt nhất Việt Nam thì chấp nhận các bạn. Hơi nhiều cát một tí. Toàn cát là cát. Quần áo này về không biết giặt có sạch không cơ các bạn. Và là xong clip trải nghiệm bể bơi cát. Nếu mọi người thấy clip hay cho chúng tôi một like, một subscribe nhá. Cảm ơn các bạn xem clip. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào các bạn.